nhiều con lười ép pha lông. Giải lần đầu tiên như vậy là một công như vậy là 20 kg cho 1.300 m2 thôi con. Rất là đồng đều. Em chào anh đánh giá thế nào mà khi mà mình bón phân bằng máy bay cho phân bón hiệu con lười vậy anh? Thì nói chung thấy nó bay thì nó cũng rất là dễ, cũng như phân UGDB vậy thôi. À, bình thường vậy ha anh? Bình thường vậy. À, anh thấy nó có bị bụi hay là có bị dính máy gì không? Cái vụ dính máy thì không dính. Vậy hả anh? Rồi. Rồi anh thấy cái hạt phân nó có đồng đều, nó gắn chắc hơn. Nói chung là giờ là phân lười nó ra cũng hạt thì cũng dễ dặt hơn lúc trước, thì nói chung cũng đạt hơn lúc trước nhiều. Dạ. Rồi, cảm ơn anh ha. Có bị dính máy không anh? Không dính ha. Đây, hôm nay mình sẽ giải phần đợt 2 ha. Tức là 20 kg trên phần 1.300 m2 nha bà con. Còn gan là không dính luôn, rất là hiệu quả rồi con. Anh này anh rất cánh.